Trận cửa ba đồng. Tác giả Trần Lý. Vụ săn bắt và đánh chìm tàu Bắc Việt xâm nhập ngày 19 tháng 6 năm 1966 tại cửa ba đồng. Vào lúc 15:45 ngày 19 tháng 6 năm 1966, một phi cơ tuần thám của chiến dịch Market Town tìm thấy và chụp ảnh một tàu đánh cá lạ đang di chuyển tại một điểm cách Côn Sơn chừng 80 hải lý về phía đông. Tàu mang bên hông bảng số 2135, di chuyển theo hướng 210 độ, vận tốc 10 knots. Ngay sau khi bị phát giác, tàu chuyển sang hướng 220 độ. Phi cơ thông báo ngay sự kiện về trung tâm phòng vệ duyên hải và tiếp tục cuộc tuần thám. Sáng 20, trời sáng và biển êm, các đơn vị tuần tiểu tại các khu vực 6 và 7 của Hải phận Việt Nam Cộng Hòa đã được báo động về một tàu vỏ sắt loại SL4 đang di chuyển trong khu vực trách nhiệm. Lúc 3 giờ sáng, tuần duyên đỉnh USCG Poylet tuần tra gần cửa cổ chiên nhận được tín hiệu radar cho biết đối vật đang di chuyển cách khoảng 7,8 dặm. Đối vật đi theo hướng 10 độ với vận tốc 10 knot hướng về phía cửa sông. Poylet đến gần hơn chừng 4 dặm và dùng quang hiệu để tra hỏi. Tàu lạ không trả lời và chuyển hướng di chuyển về hướng Tây, hướng vào bờ. Sau đó ngừng tại một vị trí cách bờ chừng 2 dặm. Cùng lúc đó, radar của Poylet phát hiện thêm một đối vật nhỏ hơn gần với tàu lạ. Poylet mở hết tốc lực để tiến gần hơn. Đến khoảng 600 mét, Poylet mở đèn chiếu sáng và phát giác thêm một thuyền gỗ nhỏ dài cỡ 13 mét cập bên hông tàu sắt. Sau khi bị chiếu sáng, tàu sắt chạy tiếp hướng vào bờ với vận tốc 12 knot, bỏ lại chiếc thuyền gỗ, lúc này khoảng 3:40. Poylet bắn cảnh cáo hai quả đạn 81 trước mũi tàu sắt, nhưng tàu tiếp tục chạy. Poylet báo động toàn diện, bắn một loại đạn 81 ngăn chặn trước mũi tàu sắt và tàu sắt bắn trả bằng đại liên 50. Loạt đạn bắn trả đầu tiên đã gây bị thương cho ba thủy thủ Poylet. 3:50, chiếc tàu sắt bị mắc cạn và trong đợt bắn phá trước đó, có lẽ chiếc thuyền gỗ đã bị đánh chìm. Lợi dụng tình trạng tàu sắt mắc cạn không xoay trở được, Poylet tập trung hỏa lực 81 ly bắn phá tàu Việt Cộng. Liên tục chia thành 3 đợt, dùng đạn xuyên phá và đạn chiếu sáng. Đợt đầu ở vị trí cách tàu Việt Cộng khoảng 100 m và 2 đợt sau ở khoảng 1.400 m. Sau đó tạm ngưng để chờ tiếp viện. Trực thăng võ trang từ Cần Thơ được gửi đến đầu tiên và sau đó là phi cơ tuần thám. Với lực lượng yểm trợ, Poylet đến gần tàu sắt để điều tra. 6 giờ, chiến đỉnh bị đạn súng nhỏ từ trong bờ bắn ra nên tạm lùi ra. Hai phi cơ F-100 của Không quân Hoa Kỳ được gọi tới. Oanh kích và bắn phá khu vực bờ bằng bom napalm và đại bác 20 ly. 6:15, một vụ nổ nhỏ xảy ra trên tàu sắt. Lửa bốc cháy gần khoang sau và đài chỉ huy của tàu. Quyết định tìm cách giữ con tàu bằng mọi phương tiện. Poylet được rút khỏi khu vực để tái trang bị đạn và Poi Slocum thay thế để tiến gần tàu Việt Cộng. Tàu Việt Cộng lúc này nằm cách bờ chừng 100 m. Khi Poi Slocum đến gần tàu Việt Cộng khoảng 800 m thì bị súng nhỏ bắn ra. Trực thăng võ trang bắn phá yểm trợ. Đồng thời, Poi Slocum cũng dùng cối 81 để bắn vào bờ. Súng từ bờ tiếp tục bắn trả cho đến 7:45, lửa trên tàu Việt Cộng tiếp tục cháy, gây những vụ nổ nhỏ. Khoảng 7:15, tuần dương hạm USS Haverfield nhập vùng và nhận trách nhiệm chỉ huy chiến trường tại chỗ. Các đơn vị Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thuộc Duyên đoàn 35 và Giang đoàn 23 cũng đến nhập cuộc cùng với các chiến hạm USS Able. Được chỉ định làm chiến hạm yểm trợ hải pháo và chiến đỉnh Point Hudson. Các phi vụ oanh kích của không quân tiếp tục để dập tắt mọi hoạt động của cộng quân
từ các khu rừng dừa nước ven bờ. Đến 10 giờ, hoạt động của Việt Cộng hầu như chấm dứt. Các chiến sĩ tình nguyện Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ được gửi đến cặp tàu Bắc Việt tuy còn đang cháy. Trên hai thuyền võ trang của Duyên đoàn 35, dùng các bình chữa lửa cầm tay làm ngụy tạm con tàu để thám sát. Các toán trục vớt sau đó liên tục làm việc để di chuyển hàng hóa trên tàu Bắc Việt khỏi con tàu đang còn nguy cơ phát nổ. Poilit trở lại, định dùng dây cáp kéo tàu Bắc Việt ra khỏi vùng bị mắc cạn, nhưng cáp kéo bị đứt. Trợ chiến hạm LSSL-225 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng phụ giúp vào công tác không thành này. Chiến hạm Hoa Kỳ USS Tortuga đến vùng vào 10 giờ 20, được giao nhiệm vụ chỉ huy trục vớt chiến tàu Bắc Việt. 11 giờ 15, các đơn vị thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa được trực thăng vận đến và thiết lập các chu vi phòng thủ quanh địa điểm trục vớt. Trong suốt buổi sáng cho đến trưa, các quân nhân Việt Mỹ tiếp tục bốc dỡ hàng quân sự từ tàu Việt Cộng để chuyển sang chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa và chữa cháy. Đến 13 giờ 15, đám cháy đã kiểm soát được và đến 14 giờ hoàn toàn bị dập tắt. Lúc 15 giờ, một dự trù kéo tàu bị thất bại. Bộ chỉ huy Việt Mỹ quyết định cho bơm nước khỏi chiếc tàu Việt Cộng, tìm cách làm tàu nổi lên trong khi chờ đợi các toán khai thông hải cảng của Hải quân Hoa Kỳ đang trên đường đến trên các quân vận đỉnh. Lúc 16 giờ 55, Tư lệnh vùng 3 Duyên Hải của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa nhập vùng và nhận trách nhiệm chỉ huy phía Hải quân Việt Nam và 18 giờ 40, tàu kéo Windcart được gửi đến. Trong lúc chờ đợi để chuẩn bị cho việc kéo tàu Việt Cộng, các kế hoạch phòng thủ chiếc tàu và vùng ven biển bao quanh đã được tổ chức. Một đơn vị võ trang lo canh gác trên tàu. Các đơn vị Hải quân Việt Mỹ gồm các chiến đỉnh thuyền máy võ trang tuần tra khu vực. Đồng thời, các đơn vị bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục phòng thủ trên bãi. Phi cơ thả hỏa châu chiếu sáng suốt đêm và các chiến hạm Hoa Kỳ USS Haverfield, USS Tortuga, USS John Abel vẫn ở lại trong khu vực để yểm trợ khi cần. 4 giờ sáng sớm 21 tháng 6, toán khai thông hải cảng đến nơi và công việc trục vớt bắt đầu. Chiếc tàu Bắc Việt nằm nghiêng khoảng 20 độ về mạn trái. Sàn tàu và mạn phải có ít nhất 8 lỗ thủng do đạn 81. Tàu còn bị thêm nhiều lỗ thủng nơi thân đang chìm dưới mặt nước do những vụ nổ gây ra. 6 giờ 15, thợ lặn tạm vá các lỗ thủng và bơm nước ra khỏi tàu, đồng thời tiếp tục cho bốc rỡ hàng hóa. Đến 11 giờ, tàu tự dựng thẳng được do nước triều dâng, độ nghiêng chỉ còn khoảng 5 độ và đến 12 giờ, tàu đã có thể kéo ra khỏi bãi cạn. Tàu kéo Windcart kéo chiếc tàu Bắc Việt này về Vũng Tàu với sự hộ tống của Paul Jefferson. Tàu về đến Vũng Tàu lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 6. Tất cả các đơn vị tham chiến trở về với công tác thường lệ. Chiếc tàu Bắc Việt sau đó được LSSL-226 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa kéo về Sài Gòn qua ngã sông Xoài Rạp và cập bến Hải quân Công Xưởng vào sáng 23 tháng 6. Toàn bộ chiến lợi phẩm được LSIL-328 trở về Cần Thơ theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiếc tàu xâm nhập dài 98 feet, 11 inch, ngang sườn 19 feet, 4 inch, khả năng di chuyển 280 tấn. Vỏ sắt màu xanh lục, phần thượng tầng màu ngà và có hai khoang chở hàng. Tàu có treo một bảng số 2135 nơi mũi. Bảng số này có thể tháo và thay đổi dễ dàng. Hình dạng của tàu giống như chiếc bị đánh chìm ngày 10 tháng 5 tại cửa Bồ Đề. Cấu trúc thượng tầng hơi khác biệt là lui về phía đuôi tàu. Vỏ khí trang bị gồm 3 đại liên 50, một đặt phía trước vòng lái, nơi mũi tàu và hai đặt tại hai bên hông ở phía sau tàu. Các đại liên được phủ lưới, ngụy trang thành tàu đánh cá.
quân sự Hải quân Hoa Kỳ xếp tàu này vào loại SL-4. Các trang thiết bị không thuộc loại kỹ thuật trên tàu như đèn, còi, loa hầu như còn nguyên vẹn. Hải bàn bị hủy một phần, bánh lái và trang bị truyền tin bị mất, có lẽ bị hủy hay tháo đem đi. Còn lại một phần là các máy nhận và phát tín, máy phát điện, anten. Phòng máy còn ở tình trạng rất tốt, tuy hơi bị chảy dầu trên sàn. Rất nhiều cơ phận sửa chữa được tồn trữ trên tàu. Máy tàu được chế tạo tại Đông Đức thuộc loại máy dầu cặn, 4 thì, mạnh 225 ngựa. Tuy số người trên tàu không thể xác định chính xác, nhưng tàu có chỗ nằm cho 14 người. Trước đó không ảnh chụp rõ đếm được khoảng 11 người. Sau cuộc đụng độ ngày 20 tháng 6, 5 tử thi tìm được trên bãi dừa và một trong phòng máy. Hai thủy thủ bị thương, bị lực lượng bộ binh bắt giữ trên bờ, một chết ngay sau đó. Người thứ nhì sau khi bị thẩm tra không tiết lộ thêm chi tiết. Khoảng 100 tấn vỏ khí và quân dụng được bóc rỡ khỏi tàu, đa số nguồn gốc từ Trung Cộng. Ngoài ra còn vài vỏ khí từ Liên Xô và Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên vỏ khí Bắc Hàn xuất hiện tại vùng 4. Một số thùng đạn ghi ngày sản xuất trong năm 1966, cho thấy sự chuyển vận rất nhanh của đạn từ nơi sản xuất tại tàu Cộng đến nơi chất hàng lên tàu Bắc Việt. Một loại đạn 75 ly xuyên phá mạnh mới đã được khám phá, sử dụng được với các vỏ khí Trung Cộng có thể dùng tăng khả năng chống chiến xa và chống gian đỉnh tuần thám của Cộng quân. Số lượng vỏ khí khá nhiều và tối tân này có lẽ không chỉ dùng cho Cộng quân tại vùng 4 mà còn cho cả các đơn vị lớn của Cộng quân tại vùng 3. Tuy một số tài liệu đã bị cháy hay thất thoát, số còn lại cùng giấy tờ tịch thu được trên các tử thi nơi bãi dừa ghi nhận được một số sự kiện đáng chú ý. Sổ ghi máy tàu cho thấy máy chạy liên tục với nhiều vòng quay RPM khác nhau từ ngày 14 tháng 6. Sổ hải hành và hải đồ bắt đầu ghi lại vị trí đầu tiên của tàu ở cách Hồng Kông khoảng 100 dặm về phía tây nam trong khu vực lãnh hải Trung Cộng. Đường vẽ trên hải đồ cho thấy tàu đi về hướng đông gần bãi đá ngầm Macclesfield ngày 16, sau đó chuyển hướng đông nam ngày 17 và 18 về vị trí 837 độ B, sau đó chuyển về hướng tây về hướng Côn Sơn. Sau khi bị phi cơ phát giác vào ngày 19, tàu lại chuyển hướng vào bờ ở vận tốc 10 knot và luồn lách qua khe hở radar giữa vùng kiểm soát ở phía bắc và ở phía nam. Một phi cơ trinh sát theo dõi bay cách tàu khoảng 10 dặm lúc 3 giờ ngày 20 tháng 6. Trước đó, cũng phi cơ này đã bay trên tàu vào lúc 21 giờ 15 ngày 19 tháng 6. Một hải đồ bắt được cho thấy điểm dự trù đổ bãi của tàu Bắc Việt là cửa sông Lan Nước thuộc tỉnh Vĩnh Bình. Một điểm phụ được ghi là cửa sông Con Chung. Thời gian đổ bãi dự định vào rạng sáng lúc triều dâng cao nhất. Danh sách liệt kê vỏ khí và quân dụng bắt được chở trên tàu Bắc Việt. Vỏ khí: 7 súng cối 82 ly, 316 súng trường tự động 7,62 ly, 10 súng ngắn 7,62, 100 súng ngắn 7,62, 605 súng trường bán tự động 7,62, 21 trung liên 7,62 loại 56, 60 trung liên BAR loại 7,62, 20 súng không giật 75 ly, 25 súng phóng rocket 40 ly. Đạn dược: 1.851 quả đạn cối 82 ly, 1.500 đạn rocket 42 ly, 222.880 đạn 7,62 ly, 760 đạn SKZ 75 ly, 122.000 đạn đại liên 12,7 ly, 2.000 đạn xuyên phá HET 40 ly, 100 lựu đạn miễn, 3 thiết bị quân sự, bàn tiếp hậu súng cối, máy nhắm, nồi đạn trung liên, càng đại liên, thùng đạn đại liên, máy nhắm của đại liên phòng không cùng nhiều thiết bị linh tinh khác. Vụ ba đồng theo tài liệu của Bắc Việt. Những tài liệu quân sự của Bắc Việt thường được viết lại với mục đích tuyên truyền,
Những chiến công tưởng tượng thuộc loại huyền thoại đã ghi lại vụ Ba Đồng như sau. Một tháng sau khi tàu 100 bị nạn, chiếc này bị đánh chìm tại cửa Bồ Đề ngày 10 tháng 5 năm 1966. Đoàn 125 cho tàu 187 chở 62 tấn vũ khí lên đường. Ý định lần này của đoàn là vào Trà Vinh để khôi phục lại bến này và giảm mật độ tàu ra vào Cà Mau. Thủy thủ trên tàu tất cả là 18 người. Ngày 11 tháng 6 năm 1966, tàu rời bến. Sau 5 ngày vượt biển, lúc 23 giờ ngày 19 tháng 6, khi tàu đến vị trí 8 độ 35 vị Bắc, 107 độ 58 kinh Đông, thì bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Khi rõ ràng đây là tàu vận tải của Bắc Việt, chúng lập tức điện cho tàu khu trục đang tuần tiễu ở vùng biển Vĩnh Bình đến ngăn chặn. Tài liệu Bắc Việt liệt kê tên, số hiệu của các chiến hạm Việt-Mỹ, kể cả những chiếc chỉ tham dự vào công việc trục vớt và kéo tàu Bắc Việt về Vũng Tàu sau khi bị bắt. Tuần duyên đỉnh Poilus là chiếc trực tiếp bắn chìm tàu 187 này. Theo phương án đã duyệt, gặp trường hợp này, tàu có nhiệm vụ chiến đấu quyết tử. Tàu 187 tăng tốc độ lao nhanh vào bờ, song cách bờ chừng 300 mét thì tàu bị cạn. Phía sau tàu địch vẫn bám theo, chúng nã pháo quanh tàu 187. Thuyền trưởng cho anh em rời tàu lên bờ, rồi cho lệnh hủy tàu. Song bọc phá không nổ, chỉ gây ra một đám cháy nhỏ. Địch dập tắt được lửa, chiếc tàu và vỏ khí trên tàu bị địch lấy đi.